Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Kiếm Tiền 8.0 Kiếm Tiền Kim Thang, cập nhật một chương trình iRob của Top Cần Boss. Hồi sớm mình có từng hướng dẫn các bạn đăng ký, nhưng mà con này có thay đổi một chút xíu các bạn. Sau khi các bạn đăng ký xin up nè, các bạn nhận được 20 đô nè. Bạn giới thiệu cho bạn bè, là các bạn nhận được 10 đô nè. Mà con này nó phải, các bạn phải hoàn thành nhiệm vụ nha các bạn. Hoàn thành nhiệm vụ phong nè, bắt buộc đầu tiên các bạn ghi địa chỉ mail của đăng ký Boss sớm nè. Rồi các bạn join kênh Telegram group nè. Join kênh channel nữa nè, ghi lại username nè, follow theo word nè, follow ở Telegram nè, link follow fanpage Facebook nè. Rồi mình làm từng nhiệm vụ các bạn, rồi mình hướng dẫn các bạn chậm chậm luôn. Con này dù lâu mà cũng hướng dẫn. Rồi đầu tiên các bạn mở Telegram lên nè, khoan chờ mình chút nữa các bạn. Như tiền online khó lắm các bạn ơi, shit up. Tốt xin. Đầy rồi, để mình kiếm này mình bỏ cái các bạn ơi. Bỏ con nào đây ta ơi, ta không biết bỏ con nào luôn. Phan các bạn ơi, của mình bị đầy rồi các bạn ơi. Để mình tìm kiếm bỏ con ra. Rồi các bạn bấm join vào các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. Telegram rồi, rồi submit Telegram ghi lại cái số name bao. Ghi lại số name ghép. Rồi các bạn ơi, kênh đủ không? Các bạn join kênh channel Telegram thứ hai của nó nè. Bạn chờ chút nha bạn. Chú ăn quá. Kiếm 20 đồ khó ăn quá. Rồi các bạn join nha bạn. Rồi các bạn thoát ra các bạn. 1, 2, 3 đó. Rồi các bạn follow theo word. Rồi các bạn follow theo word các bạn. Các bạn theo dõi nha các bạn. Giờ các bạn lướt lên nha các bạn. Các bạn like cho nó 1-2 bài nha các bạn. Test lên lại cái bình luận nha các bạn. Giờ các bạn thoát ra nha các bạn. Mình follow theo word rồi cái rồi tới các bạn follow Instagram đó các bạn. Các bạn làm này phải cần có những trang mạng xã hội đăng ký rất là dễ nha các bạn. Các bạn biết đăng ký Facebook là biết đăng ký Instagram à. Quá lâu rồi các bạn muốn theo dõi nha các bạn. Để mình chat thông tin một chút nữa các bạn. Rồi bạn thoát ra nha các bạn. Follow Instagram rồi các bạn. Follow Facebook. Like và follow Facebook nha bạn.
Chụp bằng like nè. Chạy chút không ạ? Chắc đến trường nó không thích ta. Chúc bạn like nha các bạn. Rồi bạn like phần bay nó các bạn. Cứ làm tương tự riêng các bạn. Đây các bạn tham gia nhớ nhóm của nó các bạn. Để bạn thoát ra nó đi. Hai trung lượng. Rồi tham gia nhóm rồi các bạn subscribe kênh YouTube của nó nha các bạn. Kênh channel của nó. Nói chung lượng rồi các bạn subscribe kênh YouTube cái channel của nó rồi các bạn follow Medium các bạn nào chưa có thì đăng ký một cái tài khoản Medium các bạn đăng ký đâu tốn tiền đăng ký như Facebook Zalo gì đó. Bạn nào có tài khoản thì đăng nhập vô còn không có thì click vô đây mà đăng ký luôn rồi theo dõi nha các bạn. Mình đã có tài khoản rồi. Rồi các bạn follow, bấm nhập follow nha các bạn. Like cho nó một hai bài các bạn. Vỗ tay cho nó một hai bài các bạn. Đứng máy hoài tờ. Rồi chúng ta follow nó các bạn. Rồi chúng ta nhấp vào trang đầu nhân của mình, đồng người của mình đang nhớ cái username A cộng username ở đây nè các bạn. A cộng ảnh nhân Quỳnh 5191 là mình ghi vô đây các bạn. Ghi vào Medium các bạn. Rồi username nè các bạn nhớ A cộng đầu nha các bạn. A cộng ảnh nhân Quỳnh à, email mình đi ảnh nhân Quỳnh đi. Anh Nhân Quỳnh 5991 nè các bạn. Rồi mình bỏ lấy cái cộng đầu tiên nha các bạn. Rồi các bạn điền thông tin nha các bạn. Đầu tiên thì email mình đăng ký sàn nè các bạn. Anh Nhân Quỳnh 5991 cơm. Rồi các bạn đảo ra mình hướng dẫn các bạn lấy username Telegram luôn các bạn. Cần mở Telegram mình lên nè. Bạn vào ba dấu gạch nè, vào setting nè. Copy username chỗ này nè các bạn.
A+A02993157. Rồi các bạn trở về, các bạn ghi vô các bạn. A+A02993157 A+A02993157. Các bạn ghi sai cái là gọi là bỏ luôn, như cuộc công gia tràng như đó các bạn. Rồi các bạn ghi username submit telegram, ghi John submit you telegram username. Rồi ghi username telegram mình luôn các bạn, cũng có cộng anh luôn, 0329931577 0329931577. Rồi các bạn lấy username thay word nha các bạn, mình hướng dẫn các bạn lấy luôn nha các bạn. Các bạn mở thay word lên nè, 11 phút mình làm 20 phút luôn đi. Rồi các bạn username mình đây các bạn, A+WinV99. Các bạn mở lên nha các bạn, bạn ghi A+ nè, Win VNNH9 nha các bạn. Hai bốn sáu tám mười. Rồi rồi các bạn tới cái ghép username Instagram, các bạn mở Instagram mình lên nè các bạn, mình làm chậm cho các bạn luôn, cái này ngon lắm các bạn ơi. Các bạn chờ chút nha các bạn. Tức tức tắt. Rồi cái UTM các bạn list vào 3 chỗ gạch này các bạn. Các bạn thông tin chi tiết này các bạn. Rồi cái username mình nằm đây này các bạn. Các bạn nhớ ghi A cộng vô các bạn. Ngọc 0329931577. Rồi các bạn đảo ra đi các bạn. Các bạn mở lên các bạn. Rồi follow Instagram. Các bạn ghi A cộng đầu các bạn. Ngọc 0329931577. Rồi các bạn, đây là fly và follow. Rồi các bạn lấy đường link Facebook nha các bạn, submit you by the play Facebook. Bạn lấy đường link Facebook mình hướng dẫn các bạn lấy luôn các bạn. Bạn mở Facebook lên nè, qua tờ đằng mai sớm mơ làm hai đăng hai cái video lên chưa kịp đăng nữa, dự án vậy tới rồi. Mệt quá các bạn, rút tiền không kịp rút tiền nữa. Các bạn mời vào trang nước cá nhân của mình nè, các bạn mời ba gạch nè, các bạn sao chép đến trang cá nhân nè các bạn. Rồi submit profile, rồi các bạn bắt vào đây các bạn. Rồi like follow group submit, rồi đừng Facebook luôn các bạn. Bạn dán đây các bạn, thằng đang kiểm tra anh chút các bạn. Subscribe rồi các bạn qua kênh YouTube của mình nha các bạn. Các bạn mở kênh YouTube của mình lên nè. Rồi các bạn mở kênh YouTube của mình, rồi mình copy cái username này các bạn. Kiếm tiền 8.0. Rồi các bạn thoát ra đi.
Các bạn chơi game về game nãy các bạn ghi kiếm tiền 8.0. Nhưng quỳnh cái này là medium hồi nãy mình copy rồi các bạn. Xin nhập account super channel nữa. Kiếm tiền 8.0. Đây là username account medium ghi rồi. Sign up account. Còn này sign up. Rồi các bạn mở qua con web blockchain.io này các bạn. Rồi các bạn lấy copy của username nè, hồi sớm của username mình là Quỳnh Nhân Ánh mình nhớ luôn. Username mình là Quỳnh Nhân Ánh nó chắc cú rồi. U Y Quỳnh. Bà hỏi cha nó tức. Rồi các bạn, mình ghi cái username của mình bên cái sàn mà sớm mình đăng ký các bạn. Rồi các bạn bấm nút gửi các bạn. Dùng cuối này các bạn bỏ đi các bạn. Send and five to email back. Các bạn muốn điền muốn không các bạn. Cái này không thanh đề các bạn. Rồi các bạn bấm gửi vì mình điền email trong đầu rồi. Phần đây mình qua mình coi cái sàn mình sớm cái phải username không. Mình hướng dẫn các bạn lấy username luôn các bạn. Rồi các bạn gỡ bấm chọn xe buýt. Trời lớp cha nữa trời. Chết. Chưa cấp nước chữa cháy. Xem mình. Rồi, vậy mình đã gỡ xong rồi các bạn. Rồi mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy cái username bức sàn này các bạn. Trời ơi, trời. Cái này lướt cơm cha mà lướt. Chứ có. Mẹ lướt sao chứ nhủi. Không vô đi. Không ngay đi. Ghi lộn của username là công giá tràng luôn. Mà liếc vào ba dấu gạch nè. Rồi vô profile nè. Đây các bạn copy của username là Quỳnh Trần Anh luôn nè. Chính xác, mình nhớ không lầm. Rồi video mình đang kết thúc nha bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Mọi thắc mắc không hiểu gì các bạn có để lại comment bên dưới. Mình sẽ cố gắng hỗ trợ cho các bạn, tất cả các bạn hết mình luôn nha các bạn. Và các bạn cũng đừng quên like và subscribe ủng hộ mình các bạn, vì mình cố gắng làm video quá nên cái máy mình hết dung lượng chậm các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn nha.